phát sinh cái vị xúc này đó, thì chúng ta phải quán bằng những điều một đó. Còn bình thường, nếu mà chúng ta mê, chúng ta là người thích cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, mà theo thông thường, thí dụ một người họ thích nhìn bông hoa đẹp, họ thích nghe nhạc chẳng hạn, rồi họ thích ngửi mùi thơm của bông hoa hoặc là của dầu thơm, của các loại hương liệu trang điểm chẳng hạn, thì cái đó khỏi, chúng ta không cần phải quán thân thể trường hay quán tử thi, mà chúng ta quán vô thường khổ đau của ngã. Còn nếu mà chúng ta đam mê sắc thân khí vị xúc mà thuộc về cái miếng ăn, tấm mặt, vật danh vật lợi trong cuộc đời này, thì chúng ta nên quán tưởng cái bài kinh Đại Khổ Huấn, thấy vị ngọt của nó, thấy sự nguy hiểm của nó, thấy sự sức liệt của nó. Đó là ba cái cách tu tập cho ba cái điều này. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trưng thượng tọa Tổ sư. Để thỉnh thượng tọa Tổ sư đi nghỉ. Và bây giờ thì xin được thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền. Không biết thượng tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu thượng tọa Tuệ Quyền nghe được, xin thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận số 2. Thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Pháp Tân đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa trả lời câu thỉnh. Thượng tọa Pháp Tân, thường thường khi mà chúng ta nói đến nguy hiểm đó, thì chúng ta nghĩ đến sự đe dọa từ ở bên ngoài. Để ví dụ như là mình khinh suất thì bị người ta ăn cướp, hay hoặc giả là bị tai nạn từ bên ngoài tới. Nhưng mà khi nó cắt dục, có cái nguy hiểm cắt dục thì cái nguy hiểm đó, nó không hẳn đến từ bên ngoài, phải không? Ví dụ như là những cái đau khổ mà do ham muốn tạo nên đó, nó cũng làm xuống nguy hiểm, mà nó đâu phải là ập từ bên ngoài. Thì thỉnh tọa Quảng Thầy có thể giải thêm điểm này không? Phải chăng là cái nguy hiểm mà Đức Phật nói về các dục như là vị ngọt, nguy hiểm về sự xuất ly đó, thì nó không hẳn đến từ bên ngoài? Cái tính thỉnh tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sa Kha Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tiểu Siêu, Thượng tọa Nhất Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Tiểu Quyền, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, Như Thông, Cùng Chư Tên Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thầy chào quý thiện nam tín nữ. Về việc mà Đức Phật ngày gọi ngày dạy rằng là ngũ dục là có cái sự nguy hiểm, có vị ngọt, có sự nguy hiểm, rồi có sự xuất ly, thì ở đây khi mà nói đến cái nguy hiểm là ở chỗ là thường là mình chỉ nghĩ là những cái gì nó đe dọa từ ở bên ngoài xâm nhập vào, thì được gọi là cái mối đe dọa nguy hiểm gây nguy hại cho mình, thì gọi là cái nguy hiểm. Nhưng sự thật thì ở đây đó, chúng ta thấy nếu nói rằng ngũ dục nó có vị ngọt rồi nó có cái sự nguy hiểm, thì Đức Phật ngài muốn chỉ cho là nó không phải là từ ở bên ngoài không, mà nó là từ ở bên trong nữa. Bởi vì nếu như một người mà đắm nhiễm ở trong ngũ dục đó, thì rõ ràng thì nó tạo nên cái sự đau khổ rất là nhiều. Trong kinh thì ví dụ là ngũ dục như là một cái hầm lửa, hay là ngũ dục như là một bó đuốc rơm rọi ngược vậy đó. Thì cái ngũ dục nó nóng nảy như thế nào, hoặc là ngũ dục nó có cái sự nguy hiểm như thế nào,
Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng nó bắt nguồn từ ở cái việc mà mình đắm nhiễm, mình ái tham ở trong cái ngũ dục đó. Sắc, thinh, hương, vị, xúc, thì năm cái đó. Nếu mình nói rằng năm cái đó là cái thường tình của con người, bởi vì con người thì có những cái người ta thì con người thì có những cái sự thỏa thích, những cái việc đó là hết sức bình thường. Nếu người ta nhận định đó là một cái điều tội lỗi thì không phải là tội lỗi, nhưng sự thật ra là do mình đắm nhiễm. Khi mà mình khao khát, mình tìm kiếm do cái sự đắm nhiễm ở trong ngũ dục. Thí dụ như giờ con mắt mà nhìn thấy sắc đẹp đi, mà sự thật ra thì mình nhìn thấy nó là thấy sắc đẹp, bởi trong cái giả lập, cái giả định của mình là cho rằng đẹp. Thì rõ ràng thì người ta thấy rằng đó là đẹp, cho nên là người ta thấy nó cái vị ngọt. Nhưng mà rồi đó, nó đâu phải là cái bền vững, nó không phải là cái sự bền vững, và nó có sự suy tàn của một cái cảnh vật hay của một con người, chứ nó không phải là nó đứng yên được. Cho nên là cái đó mình nhìn lại cái cảnh vật đó một thời gian ngắn thôi thì nó cũng đã có sự thay đổi rồi. Chúng tôi nhớ rằng có những cái phim mà người ta chiếu cái cảnh mà cái cánh hoa đó, cái bông hoa rồi từ từ nó héo, nó đổi màu, nó đổi màu rồi nó bắt đầu nó rụng từng cánh từng cánh, cuối cùng nó chỉ còn là trụi hết, không còn cái cánh hoa nào nữa. Thì mình nhìn lại chỉ còn có cái cuốn trơ trẽn vậy thôi, chứ nó không có còn có một cái nguyên một cái bông hoa nữa để mà mình ngắm nữa. Lúc mà nó còn tươi thì rõ ràng là mình thấy rằng lúc mà nó còn mới bắt đầu thì mình thấy rằng nó có màu sắc rất là đẹp. Nhưng mà rồi một cái chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà những cái cảnh phim từ cái máy quay phim người ta có thể ghi hình được những cái trạng cái thay đổi của nó. Mặc dù là thời gian mình cũng có thể nói rằng một vài ngày hay hoặc là dài 3 tiếng ví dụ như vậy, hoặc là đôi 3 ngày thì cái hoa nó cũng có thể tàn. Giống như mình nói là cái hoa phù du vậy. Cái hoa phù du thì sáng nó nở người ta được ví như là buổi sáng nó nở thì ban đêm nó tàn. Ban đêm buổi chiều là nó tàn rồi. Thì ở đây đó có thể nói rằng là chính cái sự đắm nhiễm ở trong ngũ dục đó, cho nên là tạo cho cái nội tâm nó khao khát, nó nóng đốt, nó thiêu đốt, nó nóng đốt bởi lửa tham á, lửa tham dục. Như vậy đó thì cái sự đắm nhiễm dính mắc đó, rồi nó phát xuất từ ở nội tâm của mình, nội tâm của mình về cái việc mà mắt mình thấy cảnh sắc, hoặc là tai mình nghe âm thanh, hoặc là mũi mình ngửi mùi, lưỡi mình nếm cảnh vị, thì tất cả những cái hoặc là thân mình xúc chạm, thì những cái đó đó nó đều thay đổi hết á, nó không thể nào mà nó giữ nguyên được ở một cái trạng thái như vậy mà nó thay đổi. Cho nên vì cái tâm mình đắm nhiễm từ ở đó đó, trước mắt á mình thấy ở nội tâm nó là cái sự khao khát bởi lửa tham dục nó thiêu đốt, cho nên là không bao giờ mà thấy thỏa mãn, hay không bao giờ mà thấy đủ, hay không bao giờ thấy nó vừa đủ để mà mình ngừng lại, mà ở đó nó là sự khao khát luôn 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 nung nóng như vậy. Cái thứ hai nữa là những cái trạng thái thay đổi đó, đó nó đều mang cái tính chất biến đổi của vô thường. Thì cái sự nguy hiểm của nó đó, vì cái mắt mình thấy cái cảnh sắc á thì do mình nghĩ rằng đẹp, nhưng mà rồi đó nó cũng đâu có đẹp hoài được, nó đâu phải là đẹp, bởi vì nó cũng đang thay đổi đó chứ. Rồi cái âm thanh cũng vậy, khi mà mình nghe qua tai của mình
thì mình nghĩ mình nghe rồi mình chấp vô vậy, ha, khen thì mình thích thú, mình thích nghe những điều đó, nhưng mà mình chê, bị chê thì lại là mình ghét, mình không ưa hay là không hài lòng về những cái việc mà người ta ghét. Cả cái mũi của mình, cái lưỡi của mình cũng vậy, rồi cái sự xúc chạm của mình cũng vậy. Thì ở đây đó, cái sự nguy hiểm là vì do cái sự biến đổi đó nó tạo nên sự hụt hẫng, tạo nên sự hụt hẫng. Và như vậy đó thì cái lửa, là lửa tham, nó nung nóng làm cho mình phải đi tìm những cái cảnh sắc thinh hương vị xúc từ ở trong nội tâm của mình thôi. Rồi đến khi mà tạo nên cái sự mất mát hay hụt hẫng thì cái trạng thái ở nội tâm nó cũng là một cái trạng thái của thiêu đốt của cái sự không hài lòng, thiêu đốt của lửa sân, thiêu đốt của lửa sân hận. Và như vậy đó thì cái sân hận này không phải là ai mình làm mình sân hận, nhưng mà rõ ràng là cái sự hụt hẫng mất mát đó nó tạo cho cái sự hụt hẫng từ ở nội tâm của mình. Thì đó, cho nên là vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng cái sự nguy hiểm là như vậy, nó sự nguy hiểm là như vậy. Rồi bây giờ là chúng ta thấy rằng là với tất cả những ngũ dục đó, trong ngũ dục sắc thinh hương vị xúc đó, thì dù gì đi nữa thì nó cũng là những cái sự thay đổi một cách liên tục, nhưng mà mình thì không có nhận ra, rồi mình chấp chặt vào đó, rồi mình tham đắm vào đó. Cho nên là có nhiều khi đó, người ta cũng vì sắc, cũng vì thinh, hoặc là cũng vì hương, hoặc là cũng vì vị, vị xúc gì đó mà người ta đắm nhiễm, mà đắm nhiễm người ta tạo ra những cái tội lỗi. Tội lỗi ở đây có nghĩa là có thể là gì, hoặc là sát sanh, hoặc là trộm cắp, hoặc là tà dâm, hoặc là nói dối, vân vân. Thì những cái điều đó là do cái gì? Do cái sự mà mình thích thú ở trong ngũ dục. Cho nên trong kinh thì được ví dụ như là ngũ dục như là một bó ruốc rơm mà trội ngược, hay ngũ dục như là một cái hầm than, một lò hầm than như vậy. Như vậy thì ở ví dụ cho cái sự thiêu đốt đó, cái sự nóng nảy đó, bởi nóng nảy thiêu đốt bởi lửa tham, lửa sân. Cho nên cái lửa thân thì nó phát xuất từ ở nội tâm, mặc dù là cái cảnh của bên ngoài nó cũng chỉ là sự giao tiếp, giao thoa giữa căn và cảnh thôi. Mắt mình thì có nhiệm vụ thấy cảnh sắc, tai mình thì có nhiệm vụ nghe cảnh thinh, mũi mình có nhiệm vụ ngửi mùi, lưỡi mình có nhiệm vụ thì nếm cảnh vị. Và ở đây đó là đắm nhiễm của nội tâm. Cho nên ở phần phụ của cảnh thôi, nó không phải là tội lỗi gì nhưng mà tâm bị thiêu đốt với họ đó, với cái người đó. Và đã dạy, như Đức Phật đã dạy, ngũ trần như khúc xương khô,
hay là ngủ trần, là như 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 bó đuốc đi ngược gió, hay là ngủ trần như hầm lửa, vân vân. Thì chỉ là như vậy, chỉ là như vậy. Rồi những ai mà xuất ly, tức là những ai vượt ra khỏi sự ràng buộc của sự đắm nhiễm đó, thì người đó mới là không có bị sự bó buộc, không có bị sự ràng buộc nữa, thì người đó mới là gọi là có cái sự thông dong, hay là có cái sự vượt ra khỏi cái sự ràng buộc, hay là sự thiêu của bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Thì theo con nghĩ đó, thì ở đây đó, cái nói đến cái mối nguy hại thì nó không hẳn là ở ở bên ngoài không, mà ở đây là chỉ cả ở bên trong, mà chính nội tâm của mình á, là cái mối nguy hiểm khó dứt bỏ. Nhà ở bên ngoài thì mình có thể phòng hộ bằng phần ngừa bằng cách này cách kia, nhưng mà nội tâm nó sinh khởi đó, do cái giống như mình nó trói buộc lại đó, thì từ ở cái việc trói buộc đó nó khó dứt bỏ, là vì cái sự ràng buộc đó. Cho nên ở đây nếu một người mà xuất ly là một người mà dứt bỏ được, thì người đó họ mới có thể là bớt đi sự khổ, hay là họ hoàn toàn không còn cái sự khổ, bởi vì cái mối nguy hại của ngũ dục này. Thì con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú kính trì dân Thượng Tọa Pháp Tịnh. Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa có ở trước máy và nghe được không? Thượng Tọa Pháp Đăng nghe được kính Thượng Tọa trả lời cho cô số 3. Thượng Tọa người lý luận rằng nếu đối với các dục mà gặp thì mình càng dễ bị, nói một cách khác có nhiều dục vọng nữa, mình cứ né tránh hoài thì con người mình nó càng thiếu cái bản lĩnh để đối phó. Như vậy là một người mà đắm chìm ở trong các dục, họ có bản lĩnh để miễn nhiễm với các dục không? Xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Pháp Đăng. Hello. Hello. Dạ, cái gì? Dạ, trong cái câu thảo luận số 3 thì con xin chia sẻ như thế này. Với cái câu thảo luận, người ta lập luận rằng người các dục càng né tránh thì càng dễ bị chi phối. Cái nhìn đó có đúng theo thực tế không? Thật sự thì chúng ta thấy rằng đối với mắt á, thì cái cảnh sắc là cái cảnh dục. Bởi vì Đức Phật ngày dạy trong kinh Đăng Chi chúng ta thấy rất rõ ràng, ta không thấy mình phục lòng người nữ, người nam bằng cái sắc người nữ, và ta cũng không thấy sắc nào của người nữ chinh phục lòng người nam. Thì rõ ràng Đức Phật nói như vậy, nên bây giờ mình cần phải né tránh, hay là mình phải sống chung với cảnh sắc đó. Thật sự đó thì chúng ta cũng thấy Đức Phật ngày dạy thì rất là rõ ràng đối với người cư sĩ thì vẫn mà không có được cũng giải, là nghĩa là mình sống mình phải có cái sống mà nó theo cái quy luật, nó theo cái giới luật, chứ không phải là sống luôn tuồn được. Điều nữa là khi mình bị xuất gia đó thì không giống như người cư sĩ. Người xuất gia thì phải cần sống theo cái luật căn tu thúc đối với mắt tai mũi lưỡi thân tâm. Thì rõ ràng Đức Phật ngày dạy như vậy thì muốn cho cái luật căn tinh tịnh đó mình né tránh là cái điều hữu hiệu nhất. Còn người đời thì nhiều khi họ nói rằng mình càng né tránh thì mình lại càng yếu đuối, nhưng thật sự nó không phải. Nên tưởng tượng trong luật thì Đức Phật cũng dạy vị tỳ khưu, cái chỗ nào đàng hoàng quá, gái lỡ thời, chỗ lầu xanh thì vị tỳ khưu không được đến, vì đến sẽ bị nghi ngờ phạm hạnh, hoặc là có thể bị ảnh hưởng đến phạm hạnh. Thì rõ ràng vị tỳ khưu biết như vậy thì vị tỳ khưu sẽ không đến. Mình đối với đó cũng gọi là né tránh thì đoạn trừ. Thì trong cái bài kinh mà các lậu hoặc á, có những cái lậu hoặc cần phải né tránh, có những lậu hoặc cần phải tu tập, có những lậu hoặc cần phải phòng hộ. Thì rõ ràng những cái gì mà cần phòng hộ thì mình phải phòng hộ.
Nếu mà không phòng hộ đó, mình sẽ nguy hiểm. Cái gì cần phải né tránh thì phải né tránh, vì không né tránh đó, thì mình sẽ ảnh hưởng. Thành ra đối với vị tỳ khưu đó, thì thực sự đó, mình né tránh các dục đối với mắt cái cảnh sắc, tai cái cảnh thinh, đối với mũi cái cảnh khí, miệng cái cảnh vị, thân đối cảnh xúc, ý đối cảnh pháp. Thành ra khi mà đối với tự viện đó, thì có hình thức, cái người tu tập thì có hình thức khi vị đó mà chấp nhận hành trì đó, vì đó phải hành trì đến suốt cả đời của mình, thì cái đó cũng gọi là né tránh quý vị. Tạm thời có cái cách để mình làm cho mình mạnh mẽ lên, bởi khi mình làm cho mình năng lực nó mạnh mẽ lên, tính chính vì Đức Phật mình giống như mình yếu đuối thì phải làm cho mình mạnh, như mạnh thì mình có thể được khổ nạn sẽ rất là khó để mà vượt qua. Chấp nhận đời sống người có cái quy luật của cư sĩ, người xuất gia cũng phải có quy luật người xuất gia. Như vậy thì cái sự né tránh của người xuất gia không có giống như mà thường thường chúng ta thấy những cái xứ Nhật Bản là cũng có tăng tăng, hoặc là những cái xứ đó như Phật Việt Nam chúng ta có lục bà tăng, cũng có vợ con, nhưng thật sự những cái điều đó nó không phù hợp với cái giới luật của vị tỳ khưu. Thì chúng ta hiểu rằng cái vị tỳ khưu là cái người xuất gia, còn cái người cư sĩ là cái người tại gia. Tại gia thì có vợ có con, đặc biệt là không có vợ có con. Như vậy thì khi mà chúng ta tập mà tu tập mà tìm chỗ thanh vắng, cái chỗ mà không có bị chi phối đó, thì chúng ta tu tập thời gian thì cái tâm lực nó sẽ mạnh lên. Còn đối với người đời thì họ có nhiều cái sự suy nghĩ, và cái sự suy nghĩ của họ thì không phải cái suy nghĩ của bậc thánh. Đức Phật là cái bậc giác ngộ, nên ngài dạy cái phương pháp để giác ngộ thì rõ ràng nó sẽ dẫn đến sự giác ngộ. Còn nếu mình nói theo đường đời đó, thì họ suy nghĩ như thế nào đó, suy nghĩ của họ đó, nó không phải là cái suy nghĩ của bậc thánh, nó không phải cái phương pháp tu tập của bậc thánh, thành nó cũng còn nhiều cái hệ lụy. Chính vì chúng ta thấy những cái sự suy nghĩ như vậy đó, nên nó tân tăng bên Nhật đó, họ vẫn có vợ có con, họ vẫn đi làm. Và lục và tăng hay là ở ngoài Bắc, người ta nói một người mà giữ chùa được, người ta đem con gái là gả cho cái người thầy giữ chùa đó, người ta tự nguyện gả con gái mà để cho cái người chỉ giữ chùa tụng kinh thôi. Nhưng mà thật sự thôi, đối Phật giáo Nguyên Thủy thì các xứ quốc giáo thì không, đều không có điều đó. Quý vị hãy biết rằng cái sự mà giới luật đó thì nó rõ. Gửi mic lại cho thượng tọa, nếu có gì cần nói thêm thì thỉnh thượng tọa. Sa thú kính trưng thưa tòa hợp đồng, thưa tòa tự quyền một lần nữa, không biết thưa tòa tự quyền có ở trước máy mà nghe được không? Nếu thưa tòa tự quyền nghe được, xin thỉnh thưa tòa tự quyền trả lời cho câu thảo luận số 4. Một lần nữa xin hỏi thưa tòa tự quyền có nghe được không? Đại đức pháp tính có nghe được không? Nếu đại đức pháp tính nghe được, đại đức pháp tính người đời đó thường nói đến thú vui vật chất và thú vui về tinh thần. Thí dụ như người uống trà, họ nói đó là người hướng nội có thú vui về tinh thần. Người uống rượu nhậu nhẹt thì đó là thú vui về vật chất. Hay là
một người đi đến sòng bài, thích đánh bài cờ bạc thì người ta nói rằng đó thú vui vật chất, nhưng mà người ở nhà tiêu khiển bằng cái thú làm vườn thì nói về tinh thần. Thì đối với Phật pháp, cái nhìn, cái sự phân chia như vậy, cái nhìn như vậy có thực sự chính xác hay không, hay là nghiền rượu với nghiền trà thì nó cũng nghiền nghiền thôi, nó cũng là cảnh vị thôi, nó cũng là cái sự dính mắc đối với cảnh vị thôi. Xin cái tình ý kiến của đại đức Pháp Tích. Nam mô Bích Thà Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tổ Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị chị nam chị nữ. Qua câu thảo luận Thượng Tọa vừa thì thật sự ra mỗi người nếu mà người ta nhàn rỗi chút xíu thì người ta sẽ tìm đến các cái thú vui này, ngoại trừ những người nào mà có căn cơ về tu tập lắm thì người ta mới tìm một cái thú vui khác mà ở trong cái đời sống tu tập. Vậy thì đối với cái thú vui nặng về vật chất như là uống rượu hoặc là uống trà hoặc là đi casino vân vân, hoặc là chơi cái cảnh cũng vậy, những cái thú vui đó là nó thuộc về ở trong các cảnh hết. Thật ra nếu mà mình nói một cảnh không thì nó cũng không được. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng đối với cái người mà người ta nghiện về rượu đi thì ở trong đó nó có nhiều cái chất lắm, quý vị. Cái chất mình uống nè, chất mình ăn nè, rồi mình ngồi có những người xung quanh nói về những cái câu chuyện mà nó hợp với, nó hợp nhãn hợp nhĩ với mình, thì quý vị thấy rằng rồi chưa nói đến cái khung cảnh, thành ra đó trong một cái buổi tiệc đó nó nhiều cái cảnh lắm, nó nhiều cái cảnh lắm. Cái điều này thì tại vì lúc trước khi mà chúng tôi giảng về cái cảnh ngủ, giảng về cảnh sắc trong 21 cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, rồi đến cái cảnh ngủ, thì tại sao mà gom chung gọi cái cảnh ngủ đó thì nó gồm có những cái cảnh mà mình vừa học qua là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đó. Tại sao? Tại vì là lúc đó nó không phải là một cái cảnh riêng biệt, mà ở trong tâm lúc đó nó có nhiều cái cảnh sanh lên ở trong đó, thành ra mới gom chung lại gọi là cái cảnh ngủ. Vậy thì do đó mà mình thấy rằng đối với một người mà nào đó mà người ta ghiền về một trong những cái thứ này thì coi như là nó có đủ thứ cảnh đó hết, nó có đủ thứ cảnh ở trong đó hết, chứ không phải thiên về một cái cảnh nào. Dù cho bây giờ cái người đó người ta chưa kiển đi, người ta chưa kiển đi thì lúc đó người ta nhìn, người ta ngắm, rồi người ta nghe, rồi người ta bàn bạc, nó đủ thứ, nó đủ thứ cái cảnh ở trong đó. Nhiều khi mình nghĩ rằng mình chơi kiển thì nó chỉ có chắc là một cái cảnh sắc thôi, chứ thật sự ra nó không phải. Lúc đó nhiều khi quý vị thấy rằng người ta thích ngồi bàn về cái cây kiển này được uống nắng như thế nào, rồi phải có bạn bè thích hợp đồ này kia đó, thành ra đó là lúc đó trong đó nó cũng từ 2-3 cảnh trở lên. Vậy thì những cái điều này thì người ta gọi là giải trí hoặc là làm cho thư thả thân tâm. Nhưng mà thật sự ra quý vị biết rằng nó mệt hơn nữa, nó mệt hơn. Cũng như ở trong cái ngày nay chúng tôi thấy rằng đừng nói ở đâu xa quý vị biết rằng ở chùa của chúng tôi đó có cái anh chàng đó, ảnh vô ảnh tu thời gian được có 2-3 tháng, nói chung là tu nhiêu duyên thôi,
Rồi sau đó anh hoàn tục, anh trở về nhà. Thì quý vị biết anh trở về nhà đó thì coi như là cái điều trước tiên á là anh đi xin mẹ của anh 50 triệu, 50 triệu quý vị, 50 triệu mua hai con mèo, gỡ từ đâu bên Liên Xô, bên Đức về đó. Rồi anh ngồi ở nhà anh cứ chăm sóc hai con mèo như vậy. Mà quý vị biết á, cái người mẹ đó mà bị bệnh đó, người mẹ của anh chàng đó bị bệnh vậy đó, mà chúng tôi hỏi thăm á, tôi hỏi ồ mẹ con bị bệnh gì vậy, nó dạ con cũng biết nữa, con cũng biết mẹ con bệnh gì nữa, nhưng mà thấy nghe nằm viện rồi, nhập viện rồi đó. Mà quý vị biết rằng là coi như là mỗi ngày anh cứ chở mèo đi vô bệnh viện để bác sĩ người ta khám, rồi tốn một ngày cho mèo nó nằm bệnh viện á 500 ngàn một ngày quý vị. Thành ra đó thì chúng tôi nhìn những cái người đó thì coi như là mình thấy nó, người ta nói là cái thú vui nhưng mà thật sự ra thì nếu mà đối với chúng tôi đó thì chắc có lẽ chúng tôi không bao giờ không bao giờ có những cái tư tưởng đó ở trong tâm hết. Số tiền đó và công sức đó và cái thời gian đó chúng tôi để chúng tôi nuôi người, chúng tôi nuôi con người, lo cha mẹ, hay là nói chung là làm những cái công việc nó có phước, chúng tôi hy vọng rằng mình sẽ được một cái số vốn về trong những cái đời sống sau này, chứ mình không có làm những cái công việc mà nó vô ích như vậy đó. Thì trở lại với cái câu thảo luận này thì đối với ở ngoài đời thì người ta cho những cái điều này nó là phù hợp. Vì sao vậy? Vì người ta nghĩ rằng mình đâu có sát sanh, đâu có hại, đâu có giết ai đâu, mình đâu có làm gì tổn thương ai đâu. Thì mỗi cái người người ta có một cái thú vui, người ta chọn cho thích hợp cho người ta. Nhưng mà ở trong Phật Pháp thì không có thích hợp. Ở trong Phật Pháp thì nói chung là cái tuổi thọ của con người, tuổi thọ chẳng là bao, hãy mình phải lo tinh tấn để mà tu tập, để mà tạo những cái công đức phước báo nào đó, dù cái công đức phước báo đó nó nhỏ hay nó lớn, nó nhiều hay là nó ít, nhưng mà miễn sao có thì nó cũng là cái hành trang hoặc là cái chỗ nương tựa. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi nói cái điều này thì ở trong Phật giáo những người nào mà cảm thấy cái sợ, cái sự khổ của luân hồi thì ráng lo tạo công đức phước báo. Còn người nào thì cảm thấy các dục của thế gian nó có vị ngọt thì mình phù hợp với Phật giáo thôi. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu hỏi đó. Sa thú kính trưng trợ lý pháp tính, thượng tọa trợ quyền, thượng tọa có mặt trước máy có nghe được không? Nếu thượng tọa trợ quyền nghe được kính thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận số 5. Nhìn như thượng tọa trợ quyền không nghe được. Đại đức Nguyên Thông, Đại đức Nguyên Thông có nghe được không? Dạ, Đại đức Nguyên Thông có người cũng nói rằng những cái đam mê như là sắc thinh khí vị xúc đó, có vị chứ nó không có làm cho người ta điên đảo hay là đam mê nặng bằng cái chuyện mà sự đam mê về thi ca, về triết lý, về nghệ thuật vân vân. Thì có thực sự như vậy không? Có thực sự là những cái đam mê về tư tưởng, về nghệ thuật, về triết lý nó nguy hiểm nhiều hơn là sắc thinh khí vị xúc không? Kính thỉnh Đại đức Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con trung lĩnh sư phụ góp ý cho câu thảo luận số 5, hỏi rằng có đúng chăng khi nói là sự đam mê năm ngoại cảnh là sắc thinh hương vị xúc tuy thô nhưng ít nguy hiểm hơn sự đam mê thi phú triết lý và nghệ thuật? Cái này thưa sư phụ thì con thì không có rõ lắm, nhưng mà quả thật thì trên thế gian này có nhiều loại người. Một loại người thì phàm phu nặng,
thì đam mê cảnh sắc, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cái vị, cái xúc. Còn cái người mà hơi có vẻ là văn chương hay là nghệ sĩ thì họ đam mê thi phú, triết lý và nghệ thuật. Thì trên thế gian này có hai loại người đó, nhưng mà có những người thì đam mê cả hai. Thì tùy cái sở thích của mỗi người đó, mà cái sở thích của mỗi người đó thì nó tùy thuộc vào những cái nghiệp lực mà tiếp trước thì họ đã gần gũi những cái loại đam mê nào, thì kiếp này thì họ sẽ hướng về cái đam mê đó nhiều hơn. Nhưng mà kính thưa sư phụ, thì trong tất cả những cái sự đam mê nào đó thì nó cũng là làm cho chúng ta sanh tử luân hồi. Thì trong cái lĩnh vực Phật học hay là những người Phật tử cũng như ý, thì mình nên nhìn lại mình, nhìn lại mình để biết mình đang ở đâu ở trong cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mình đang tham đắm hay là mình đang thanh tịnh, thì cái điều đó nó quan trọng hơn. Nếu là mình đang tham đắm thì mình phải biết rằng khi mình đang tham đắm hay đam mê cái điều gì đó thì mình phải biết rằng cái nhân quả nó không nhìn mặt mình. Cái nhân quả trong cái giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó không phải là người. Nghĩa là cái người nào thanh tịnh thì kiếp này và kiếp sau họ sẽ hạnh phúc sung sướng, mà người nào mà ô trược thì kiếp này và kiếp sau họ sẽ phải trầm luân. Mà một khi đã trầm luân trong cái biển khổ rồi, tức là phải bị đọa vào địa ngục rồi đó, thì khó mà đi ra lắm. Là bởi vì mình đọa vào địa ngục rồi thì cái tâm mình bị nôn nóng, thì mình không có thời gian để mà định tâm hay là tiếp cận được những trí huệ mà mình đã có. Nhưng mà bởi vì mình bị vùi dập trong lửa đỏ trong những cái địa ngục đó thì làm sao mà mình có cái thối cái lối ra, rất là khó. Vì vậy cho nên là người Phật tử cũng như là người tu sĩ thì phải hiểu biết mình. Mà cái từ ngữ hiểu biết mình đó, thì tiếng chuyên môn thì gọi là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác tức là phải sống trong hiện tại và phải sống trong cái tâm của mình, nhìn vào cái tâm của mình. Ta gọi là introvert. Introvert tức là người sống bằng cái nội tâm. Sống bằng nội tâm rồi phải nhìn rõ cái tâm của mình để biết mình đang ở đâu, để biết mình đang khổ sở hay để biết mình đang thanh tịnh, thì đó mới là quan trọng. Mà cái điều này đó chỉ có thể có được khi người hành giả đó thường xuyên tu hành. Nếu không thường xuyên tu hành thì cái tâm của chúng ta mà có những từ ngữ gọi là tâm viên ý mã, tức là khó mà điều khiển cái tâm của chúng ta lắm nếu mà người đó không có quân tập. Cái từ ngữ gọi là quân tập là cultivate hay là cultivate tiếng Pháp đó, tức là mình mãi thường xuyên luyện, tức là quân tập. Thì có thường xuyên luyện tập hay là quân tập đó thì chúng ta mới có thể trụ được cái tâm ở một cái nơi nào đó. Thường cái người mà tu hành thì trụ cái tâm vào trong cái kasina, hay là cái người mà đã quen rồi thì trụ cái tâm của mình trong chính cái tâm của mình. Trụ cái tâm của mình trong chính cái tâm của mình thì mình mới biết rõ là mình đang dính mắc hay là đang thanh tịnh. Mà nếu mà chúng ta thấy mình đang đam mê dầu rằng đam mà đã đam mê cái mình đã đam mê địa ngục, mà để nó nhìn mặt nó nói mình là để
đẹp hay là mình Việt Nam hay là mê hay là dính mắt là địa ngục, thì phải biết như vậy thì mới giật mình mà tỉnh giấc, giật giấc mà mới xả ly những cái đam mê đó. Trên thế gian này, giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy thì khó nói ra, mà khó nói ra mà khó hiểu, mà khó hiểu mà khó tu, mà khó tu và khó chứng, khó chứng và khó đắc, là bởi vậy có câu là người đến được những cái đam mê, cái người hành giả đó phải có cái gì mà có trí tuệ đó, thì nhưng mà có cái trí tuệ là phải học, phải đọc sách về chiêm nghiệm và biết rằng giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài giảng dạy ra trên thế gian này đó, thì ngài nói là cái chỉ có cái khổ và con đường thoát khổ. Cái sự hiện hữu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và hiện hữu của giáo pháp của ngài là để nói về cái sự khổ và cái sự thoát khổ mà thôi, không có cái gì khác cả. Và nếu mà chúng ta biết được như vậy thì chúng ta nhìn thấy rằng mà mình mà bị đam mê là mình đi chui vào địa ngục, cái nơi chờ đợi của chúng ta là địa ngục. Phải hiểu rõ như vậy thì phải sực tỉnh lại mà buông xả nó đi. Còn người nào mà đam mê nặng quá thì giơ tay đầu hàng thôi. Vì vậy cho nên cái câu thảo luận số 5 này thì cho chúng ta thấy rằng có những cái sự đam mê cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cái vị, cái xúc đó thì nó là thô của những người hạ cấp, hạ liệt. Còn những cái người đam mê thi phú, triết lý hay nghệ thuật đó là của những người mà có học và những người tài tử hay nghệ sĩ hay là triết gia. Nhưng mà tất cả những cái điều này nó không có dẫn đến giác ngộ. Đam mê thì không có dẫn đến giác ngộ. Vì vậy cho nên chúng ta phải biết rằng chúng ta đang bị dính mắc cái gì đó, và phải hiểu biết là dính mắc là đau khổ dính mắc. Thì cái con đường mà chúng ta cái mà chờ đợi chúng ta là địa ngục. Vì vậy cho nên là phải siêng năng để nhìn lại cái tâm của mình để thấy mình bị dướng mắc chỗ nào mà bỏ cái đó. Kính thưa sư phụ, cái trình độ của con thì chỉ thấy đến đó thôi. Con xin trao mai là chư sư phụ để sư phụ giảng giải tiếp thêm. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Sa thân cái trình thì Đức Nguyên Thân. Quý Phật tử, đề tài về sống, pháp cần điều động tầng này là một đề tài không dễ đem áp dụng trong đời sống hàng ngày, là bởi vì mỗi chúng ta đều có những cái dính mắc tham đắm các dục, dù hình thức này hay dục hình thức khác. Riêng đối với một vị tu tập là thì đầu tiên mình hiểu rằng cái gì đó mà nó khiến cho mình bị chi phối nhiều đó, thì nó làm cho những thứ khác không có làm tốt. Đơn giản là khi mình đi học đó, mình quá ham chơi thì mình học không được nhiều. Cái việc đó là việc tự nhiên như vậy. Mình muốn học tập trung học thì mình bớt đi. Vì do vì việc đầu tiên là mình nên tìm cái sự quân bình, tìm sự quân bình của đời sống. Chúng ta không đoạn tận các dục, nhưng mà chúng ta cũng làm sao giảm bớt những cái chi phối quá đáng. Và rồi nếu chúng ta có khả năng đi xa hơn một cái pháp mà nó giúp cho chúng ta bớt đi cái dục, đó là định. Định là sama, định cũng cái chi phần định rất là ấy, cũng là một điểm rất là quan trọng. Định nghĩa là tập trung một chỗ, còn dục hay là tham là vọng móng, hai cái này nó kỵ với nhau. Thế mình càng phát triển khả năng tập trung thì mình càng giảm bớt đi cái sự đuổi bắt theo các dục, mà mình càng đuổi bắt theo các dục vọng đó thì cái khả năng định mình nó càng kém đi.
hai cái này nó kỵ, nó đối trị với nhau. Vì vậy trong trong các xứ Phật giáo thường các vị hay dùng chữ samadhi. Samadhi người ta đôi khi ta nói thiền, nhưng mà sau căn bản phát triển khả năng tập trung, mình tập trung vào cái gì nhiều thì mình lại giảm năng chạy đuổi cái này và cái khác. Và một cái người tu tập mà khéo thì có thể cho mình những cái niềm vui như là niềm vui của Pháp. Niềm vui của Pháp, cái niềm vui của Pháp nó cũng giảm thiểu đi cái sự đam mê quá đáng về đời sống tinh thần. Nhưng mà đây là một lĩnh vực đòi hỏi cái khéo. Của nhiều người chúng ta leo lách thì chúng ta rất là dễ bị vướng vấp. Cái dục là một cảnh giới rất là lớn. Đức Phật nói là ái là nguyên nhân của đau khổ. Đây không phải là một đề tài đơn giản để hiểu, để áp dụng. Và thật sự là vả rất nhiều đối với những cái chi phối của cảnh dục cũng như chúng tôi xin kết thúc quý vị giảng sư đã để thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc an lành, một đêm an lành, hẹn gặp lại. Nam mô Bụt Thầy. Sành thay con từ đại chúng trong room chúng con, chư tôn đức ở lòng biên giảng dạy Phật hữu ích cho chúng con bước trên hành tu tập, không đem lại an lạc trong đời và hướng đến đẳng tâm thanh tịnh nhiệm óp xuống ngôi. Đã yểm trợ các phần con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường an lạc, Phật sự duyên hành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp màu nhiệm của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn. Sapang Suma.
ta về na so ti on tu ni ron ta rang ho tu sa phan tu mangalang ra 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 tam tu sa pali va ta ta pa ta ma tu ta về na so ti on tu ni ron ta rang ho tu sa phan tu mangalang ra tam tu sa pali va ta ta pa ta ma tu ta về na so ti on tu ni được đã làm kiến kiến lần giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niệm thành nhân nhân chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây. Ban điều hành room Phật Pháp Buddha Thăm Má xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddha Dạ.
Thank you.